Hi, xin chào mọi người. Lần lần những ngày qua là màn ra mắt của bộ ba Samsung S22 series và tiếp đó là hàng loạt những cái bài so sánh giữa những chiếc flagship đầu bảng nhà Samsung với những cái đối thủ nặng ký đến từ Apple. Nhưng mà mình thì vẫn đang còn sử dụng chiếc iPhone 11 đã gần 3 năm tuổi ở đây. Nhưng không sao, hãy cùng tìm hiểu xem là liệu năm nay 2022 rồi thì chiếc iPhone 11 này có còn đáng mua hay không nhé. Và trước khi đến với video ngày hôm nay thì các bạn hãy ghé qua trang web của Di Động Việt để tham khảo mức giá bán của các sản phẩm Apple như là iPhone, iPad, MacBook và hàng loạt những cái phụ kiện đi kèm với cái mức giá hấp dẫn cùng với nhiều ưu đãi khác. Và đặc biệt là các bạn đang có nhu cầu đặt mua Galaxy S22 series thì tại đây cũng đang có chương trình pre-order với bộ quà tặng lên đến trị giá là 7 triệu đồng, vô cùng hấp dẫn. iPhone 11, một trong những chiếc iPhone rẻ nhất chỉ sau iPhone SE 2020 mà các bạn có thể mua được tại các store chính chủ của Apple. Không phải tự nhiên khi mà Apple vẫn sản xuất và bán ra mẫu iPhone này tới bây giờ. Nếu nhớ lại thì đây là mẫu máy từng được bán chạy nhất thế giới trong nửa đầu năm 2020. Và qua một thời gian sử dụng thì mình kết luận luôn. Ở đây, thời điểm hiện tại với cái mức giá khoảng 11 triệu cho hàng cũ qua sử dụng và 13 triệu cho hàng mới thì đây hoàn toàn là một chiếc điện thoại đáng mua. Vì sao mình lại vội kết luận trong khi mà ở tầm giá này chúng ta chắc chắn là sẽ có những cái đối thủ của những Android có màn hình đẹp hơn, pin trâu hơn và cấu hình ngang ngửa em này. Nhưng mà theo mình thì nếu các bạn cần một thiết bị màn đẹp nè, pin trâu và nhu cầu chơi game nhiều thì có lẽ các bạn đã không bấm vào xem video này rồi đúng không? iPhone 11 nó mang đến một cái sự hài hòa về tổng thể, nhưng mà có một vài điểm thì nó sẽ thiếu hụt, nhưng những yếu tố này thì mình nghĩ là chấp nhận được. Đầu tiên là màn hình thì từ màu sắc, độ phân giải và cả cái viền máy này thì nó khá là kém khi mà so với các đối thủ khác trong cùng phân khúc. Nhưng mà nếu giả sử mình không đặt cạnh những cái thiết bị kia để so sánh thì mình nghĩ là màn hình này ở mức độ chấp nhận được nếu không soi kỹ. Và ở khoảng cách bình thường thì mình thấy nó không bị rỗ. Màu sắc thì có phần hơi nhợt nhạt vì màn hình LCD mà. Nhưng mà cảm giác khi mà sử dụng của mình thì nó sẽ yên tâm hơn vì cái màn hình LCD thì thường ít xảy ra lỗi. Và xưa giờ thì mình có dùng con iPhone X thì sau một thời gian nó đã bị lỗi sọc xanh. Thứ hai đó là về pin. Và nếu như bạn mong chờ iPhone 11 có thời lượng pin tốt hơn thì mình nghĩ là không. Với cái nhu cầu của mình, sử dụng xem mạng xã hội, xem YouTube và chơi Liên Quân thì thời gian on screen trung bình là khoảng 5 tiếng hơn. Và tất nhiên là thời gian chờ nếu mà không sử dụng thì máy vẫn làm rất là tốt, iOS mà. Nhưng mà viên pin 3110mAh nếu so với các đối thủ sử dụng pin 4000, 4500 thậm chí là 5000 thì cảm giác sử dụng nhiều không được sướng vì cứ phải lo là nghĩ đến cái chuyện sạc pin. Và nói đến đây thì máy cũng chỉ hỗ trợ sạc 18W trong khi tiêu chuẩn bây giờ phải là 45W trở lên rồi. Đó là hai điểm mà mình thấy iPhone 11 làm chưa tốt khi mà so với các điện thoại Android khác cùng với tầm giá. Còn những cái mặt còn lại khá là ổn đấy nhá. Và cái hệ thống camera này, một cam chính và một cam góc rộng quá là đủ với mình và với nhiều người khác. Tất nhiên là những cái nhu cầu chụp ảnh hàng ngày thì chúng ta vẫn chỉ cần một camera chính là được. Còn khi mà đi du lịch gặp cảnh đẹp thì một cam góc rộng là cực kỳ cần thiết và đó là cái iPhone 11 có. Cắt đi một ống kính tele nhưng mà việc chụp chân dung trên máy không gặp khó khăn, chỉ là chất lượng khi mà so với iPhone 11 Pro thì khoảng chụp chân dung nó sẽ kém hơn thôi. Và những bức ảnh trên iPhone 11 chụp ra vẫn rất là tốt, từ màu sắc nè, cân bằng trắng hay là dải nhạy sáng thì đều thể hiện 8 trên 10 so với iPhone 12, 13. Lưu ý là chỉ trong điều kiện chụp đủ sáng thôi nhé. Và khả năng quay video thì vẫn luôn là bá đạo khi mà so sánh với các flagship Android đầu bảng mới ra luôn, chứ không phải là những cái đối thủ cùng phân khúc nữa. Cấu hình là một điểm sáng nữa khi mà con chip Apple A13 Bionic vẫn chạy rất là tốt với những tựa game nặng tới nhẹ và đặc biệt là không bị nóng. Với con chip này thì mình tự tin là máy vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu của mọi người trong khoảng từ 3 đến 4 năm nữa. Và trải qua nhiều bản cập nhật iOS mới mà mình thấy máy vẫn chạy rất là tốt. Và tổng kết lại, iPhone 11 vẫn là một thiết bị đáng mua, phù hợp với những bạn có
có cái hầu bao nó không quá lớn nhưng mà cần một thiết bị sử dụng ổn định lâu dài. Đặc biệt là camera vẫn thể hiện rất là tốt dù đã hơn 2 năm tuổi rồi. Và các bạn nghĩ sao về sản phẩm này, có đáng mua hay không thì hãy để lại một bình luận phía dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.